Chồng làm về rồi, vợ chạy đi ra chợ xíu. Ừ. Chồng về rồi, vào chuẩn bị ăn cơm. Alo, nay vợ về bên ngoại, chồng tự lo cơm nước đi nhá. Ô, làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Ơ, bố. Mẹ bay ốm, hai vợ chồng qua xem thế nào đi. Sao vợ con bảo đang bên ngoại? Ngoại nào? Bố vừa từ nhà ra đây. Ơ, sao chồng lại đứng ở đây? Cô là ai? Cô không phải vợ tôi. Dấu hiệu của việc có bồ nhí đấy. What? Sao sáng nào anh cũng cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu là cái kiểu gì? Anh làm vậy là vì em cả đấy. Vì tôi? What? Đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể em nghe. Đúng. Đọc báo để biết shop mỹ phẩm thời trang nào đang giảm giá cho em chứ. Đúng. Lại muốn, thế còn mua đi nhậu? Chỉ có đi nhậu về anh mới thấy em thật quyến rũ và dịu dàng. Nếu chúng ta chia tay, anh sẽ làm gì? Trả lời thật. Anh sẽ hẹn hò với bạn gái cũ. Dạ vậy, đồ tôi. Đã thế thì tôi chịu. Chia tay đi. Ok, vậy tối nay hẹn 8 giờ nhé, bạn gái cũ của anh. What? Hảo án, hảo án. Trời đang mưa đó em. Dạ. Em có ô hay áo mưa chưa? Em chưa. May quá, anh có ô. Thôi anh về trước nhé. Hải Phòng là không lòng vòng. Yêu anh không? Nếu anh tìm được điểm chung giữa chúng ta, có hai lớp học, một phòng toàn nữ, một phòng toàn nam. Nếu học, em sẽ chọn phòng nào? Đương nhiên là nữ. Anh cũng vậy. Anh yêu, em có mũm lắm không? Không hề, em như vậy mới chuẩn nè. Thế anh bế em xuống bếp ăn cái gì đi. Anh bế cái tủ lạnh lên đây được không? Vịt điều hưu. Alo anh yêu, nhà em không có ai. Úi giời, anh đến ngay. Thôi, ôm chặt một mình đi. Xuân xẻ, xuân xẻ. Lô, anh đến rồi, xuống mở cửa cho anh. Anh đến làm gì? Em bảo nhà không có ai mà. What? Anh đang làm gì đấy? Anh đang chờ một người vừa xinh vừa giỏi. Anh làm em xấu hổ quá. Mình đi em. Ai ốt mà. Giúp tôi. Cho mượn 200 đi chợ.
xin hãy lấy bớt tiền đi. Lấy bớt đi mà. Quỹ xóm tháng này của mọi người đây. Thôi khỏi, nặng túi lắm. Giỏi chạy nữa đi. Tiền tôi nợ nay đến hạn này. What? Ai ơi mà. Gửi ông quỹ xóm. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Ai đưa chìa khóa xe đây? Ngang ngang, không tao bóp vào qua. Ok, trước tiên hãy chọn một lá bài. What? Hãy bỏ nó lại vào bộ bài. Kiểm tra túi thằng này đi. Oh my god. Chưa hết đâu. Ai ơi mà. Hồng à. Em xin sếp cho em một cơ hội. Xin xỏ thì bỏ tiền. Đây, em còn 2.000, hơi rách xíu nhưng từ từ đã. Ôi, sao ông lại ở đây? Tôi là chủ tịch mới bổ nhiệm tới đây. May quá, đúng là ý trời, tôi mới bị viên giám đốc đuổi việc. Ông bạn còn nhớ hồi nhỏ chứ? Hồi nhỏ sao? Hồi nhỏ toàn nghịch đất nghịch cát, lớn lên toàn nghịch cảnh. Thôi, về đi. Ai ơi mà. Em sẽ đi với anh tới cung trời cuối đất. Alo, bố mẹ hả? Con muốn cưới cô ấy làm vợ. Miễn sao miếng đất đó đứng tên em. Thôi dẹp đi. Cho tôi mượn 2 củ. Đúng sang tháng trả. Nhớ đúng hẹn. Nay đến hạn, tiền nong như nào đây? Ngày mượn tiền, bầu trời xanh biếc. Ngày hẹn trả, đứa điếc, đứa câm. Sao em bỏ anh? Vì anh nghèo.
còn anh ấy đi ô tô. Vật chất là nó hay quyết định ý thức lắm. Cáo từ. Đừng buồn, sau này tao nhất định sẽ chạm được vào ô tô. Cuối cùng ước mơ của mình đã thành sự thật. Ông ơi, ông đâm vào đầu xe tôi, xe thế nào đen đi. Dạ vâng. À, mẹ thật không ngờ còn lại là người như vậy. Uể. Anh nói đi, sao anh và cô ấy lại chít mỏ nhau? Bọn anh chỉ là bạn thân thôi. Thế sao anh lại làm cô ấy có bầu? Thì bầu bạn thôi. Sếp. Sếp, em hỏi anh cái này xíu. Trình bày đi. Anh có tin em nhịn ăn uống trong vòng 10 ngày không? Thôi đừng có mõm, cậu tưởng mình là thánh chắc. Vậy sao tháng nào anh cũng chậm lương vậy? Giờ đi đâu ta? Em thích đi ăn ốc. Lương chưa về, em xứng đáng có một cuộc sống sung sướng. Nó không làm được thì để anh. Đây là quán nhà anh, yêu anh, sau này tha hồ mà ăn ốc. Mẹ, cho con đi ốc. Giết nào, giết nào. Trời. Thằng Huy kìa. Rủ nó vào keo luôn. Hey bro. What's up bro? Làm trò mèo gì thế mấy má? Huy ơi, mau đi chơi nhanh lên. Ông bà già không cho. Không sao đâu, chơi vui thôi. Ông bà già không cho. Nay không đi mai tao qua. Ông bà già không cho. Ông bà già tao lo lắng. Ông bà già tao lo lắng. Nó lớn tướng, hay bác phải để nó trưởng thành chứ. Cháu nhầm rồi, con trai bác vẫn chỉ là học sinh ngoan. Học sinh ngoan. Học sinh ngoan. Sau đi comeback là một học sinh ngoan. Thôi, sao đừng rủ nó nữa. Em nhìn kìa, thấy nắng nôi chưa? Nếu sau này anh nghèo, em còn yêu anh nữa không? Thế này chưa đủ nghèo sao anh? Lau sạch vào. Dạ. Mẹ, chú hàng xóm, nay con dẫn người yêu về ra mắt. Nó là người thế nào? Xinh xắn, đảm đang, tâm lý. Ô, thằng này khá, càng lớn càng giống chú. Đâu, xem nào. Xinh xắn, đảm đang, tâm lý. What? Anh sẽ mãi yêu em chứ. Em thích thì anh hứa cho em an tâm. Kìa kìa. Trời ơi, cái thằng này không. Ê Huy, có em xin số điện thoại không? Tôi á? Ừ, ông đẹp trai mà, tự tin lên. Số điện thoại này tôi xài chục năm rồi, cho lấy gì dùng. Ai ốt mà. Oh, sao nó lại như thế này? Trang trận hưởng chiến thắng sau trận cãi nhau với vợ. Đi đếp đếp. Ui xì, nữ bà thì chơi cái gì? Thế, vào chiến trường tống kim. Kim cơ túi rồi. Tôi đã có cách. Ê ông già. Các bạn là ai? Ai bạn bè thì biết không? Bọn tôi trẻ thế này. Thôi không talk nhiều nữa. Bọn tôi là dân anh chị xã hội. Biết điều. Tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. What? Biết trời đấy. Mai tôi quay lại. Tôi biết rồi. Tôi nhớ mặt các cậu rồi. Tự nhiên có tiền đi nếp. Đúng là mưu hèn kế bẩn. Bác xe ôm hồi nãy. Tôi nhớ mặt các cậu mà. Kìa kìa. Anh à. Ơi anh đây. Anh có muốn làm mặt trời của em không? Tất nhiên là có rồi bấy bê. Thế thì cách xa bà 149,59 tỷ mét đi. What? Chơi cục phấn. Ê, biết tin gì chưa? Sao sao? Có vui gì hết? Nhanh. Chưa biết thôi, tôi về đây. Mà cười. Nó quay lại kể kìa. Em Huy tặng tao cái quần bếp. Tao đếch mặc tao thường để lau bếp. Thì sao? Kiếm có chuyện làm quà à? Này. Cái mẹ gì? Em không thể nói là em đây à? Anh cũng không thể nói là em yêu ơi à? Em yêu ơi. Cái mẹ gì? Ai ốt thì mà.